tác dụng của gừng với tóc. Gừng là một loại nguyên liệu tự nhiên có khả năng làm giảm viêm và các vấn đề về tiêu hóa. Nhưng có thể bạn chưa biết được rằng gừng cũng là một nguyên liệu chăm sóc tóc tuyệt vời, giúp bạn loại bỏ gầu và ngăn ngừa rụng tóc cực kỳ hiệu quả. Nghiên cứu đã khẳng định tính chất chống oxy hóa và chống nấm của gừng rất có lợi cho mái tóc của bạn đấy nhé. Vitamin E. Vitamin E làm cho tóc nhanh dài và dày. Vitamin E có chứa chất chống oxy hóa, giúp cải thiện hệ thống miễn dịch và khả năng lưu thông máu đến tất cả các bộ phận của cơ thể, bao gồm da đầu. Một da đầu khỏe mạnh là nền tảng và là môi trường hàng đầu giúp mái tóc khỏe và phát triển tốt hơn, ngăn chặn quá trình lão hóa của tóc. Khi tóc của bạn bị lão hóa, bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mái tóc thông thường thì sẽ trông mạnh hơn do rụng nhiều, tóc đen đổi thành màu bạc. Lão hóa tóc gây ra do quá trình oxy hóa các mô tế bào. Đương nhiên, chất chống oxy hóa có trong vitamin E giúp ngăn ngừa quá trình này rất là hiệu quả, tăng cường độ bóng cho tóc. Sử dụng dầu vitamin E trên mái tóc của bạn thường xuyên giúp mái tóc của bạn khỏe mạnh và sáng bóng hơn. Có thể kết hợp với dầu vitamin E pha trộn cùng một số nguyên liệu thiên nhiên khác để mát xa tóc và phục hồi hư tổn từ chân tóc đến ngọn để đạt kết quả hiệu quả nhất. Mật ong là mặt nạ dưỡng tóc thần kỳ và hiệu quả. Hàm lượng dinh dưỡng của mật ong có thể được xem là trên cả tuyệt vời, vì có chứa hơn 70 dưỡng chất khác nhau, bao gồm nhiều khoáng chất, các chất hữu cơ có ích và nhiều loại vitamin như vitamin B1, B2, B3, B6, vitamin E, K, vitamin C, v.v. Sử dụng mật ong như một loại mặt nạ ủ tóc và da đầu là cách bổ sung dưỡng chất hiệu quả và tự nhiên nhất, giúp tóc chắc khỏe, sạch gầu và đầy sức sống hơn. Hãy tìm hiểu công dụng thần kỳ của dầu ô liu dành cho tóc các bạn nhé. Thứ nhất là nuôi dưỡng tóc và phục hồi tóc sơ yếu. Làm đẹp cho tóc là điều không thể thiếu đối với các chị em phụ nữ chúng ta. Nhưng những tác động như nhuộm, tẩy tóc, sấy với nhiệt độ cao rất dễ làm cho tóc bị hư tổn. Nếu thường xuyên phải chịu đựng những tác động này, tình trạng gãy rụng, chảy ngọn, tóc khô sơ và khó vào nếp, đó là điều chắc chắn xảy ra. Lúc này dầu ô liu chính là cứu tinh để phục hồi các vấn đề trên. Thứ hai là giảm tóc sơ rối, cứu nguy cơ tóc kịp thời. Dầu ô liu cũng có thể làm cho tóc vào nếp nhanh rất đơn giản. Thậm chí đối với tóc khô, tóc hư tổn hay tóc xoăn dễ gặp tình trạng tóc hư rối, đây là nguyên liệu giúp chăm sóc tóc nhanh dài rất hữu hiệu, do chứa một lượng polyphenol có khả năng cải thiện tình trạng tóc rụng và tóc bị gầu, chống vi khuẩn, chống nấm cho da đầu, cũng như kích thích sự phát triển của các nang tóc. Và thứ ba là giúp tóc vào nếp gọn gàng và bóng mượt hơn. Cách thực hiện như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ thái gừng thành những lát mỏng, sau đó sẽ cho vào máy xay sinh tố và xay mịn ra. Đây là thành phần mình đã xay ra. Các bạn có thể để nguyên bã hoặc chúng ta sẽ ép lấy nước ép của gừng.
tiếp theo là mình sẽ cho vitamin E vào. Ta sẽ cho thêm mật ong nguyên chất vào. Và thành phần cuối cùng là mình sẽ cho dầu ô liu vào. Sau đó sẽ trộn đều hỗn hợp này lên và ủ trên da đầu của mình, để in trên da đầu khoảng 40 phút, sau đó thì sẽ xả sạch lại bằng nước lạnh. Nên sử dụng công thức này 2 đến 3 lần một tuần để có kết quả tốt nhất. Lợi ích của công thức này là ngăn ngừa rụng tóc, giúp thúc đẩy tăng trưởng, giúp tóc mọc chắc khỏe hơn, ngăn ngừa gãy rụng tóc, giúp tóc thêm bóng mượt và làm mềm tóc. Chúc các bạn thành công với công thức này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.